Cô chào các em, cô rất vui vì hôm nay lại gặp các em trong tiết học âm nhạc lớp 2, tiết 27 với nội dung ôn tập bài hát Chim Chích Bông. Bây giờ trước khi đi vào nội dung ôn tập, các em hãy trả lời câu hỏi là bài hát này do ai sáng tác nào? Đây là một ca khúc cho phần nhạc là do nhạc sĩ Văn Dung và lời thơ là Nguyễn Việt Bính viết bài này. Bây giờ trước khi đi vào nội dung là ôn tập bài hát, cô trò chúng ta cùng nhau lắng nghe lại giai điệu của bài hát này nhé. Các em vừa được nghe lại giai điệu của bài hát Chim Chích Bông và các em vừa nghe vừa hát nhẩm theo. Bây giờ cô trò chúng ta cùng hát lại bài này, có phần mềm Acebook hỗ trợ cho chúng ta với phần nhạc không lời nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã ôn lại bài hát Chim Chích Bông. Các em đã tham gia vào nội dung ôn bài hát rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình và hào hứng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng tiếp tục với nội dung là thực hiện bài tập thực hành nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau thực hiện các bài tập thực hành. Bài tập số 1. Bài hát Chim Chích Bông là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Lưu Hữu Phước. B. Phạm Tuyên. C. Việt Anh. D. Văn Dung và Nguyễn Viết Bình. Theo các em, nội dung nào là chính xác? Chúng ta sẽ chọn đáp án D, đó là một sáng tác của Văn Dung và Nguyễn Viết Bình. Văn Dung là người viết nhạc dựa trên phần lời của bài thơ của Nguyễn Việt Bình. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả nào. Như vậy là các em đã có một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em. Chúng ta cùng nhau qua nội dung bài tập số 2. Các loài cây có trong bài hát Chim Chích Bông đó là gì? A. Na, bưởi, chuối, khế mít. B. Na, bưởi, chuối. C. Na, chuối, ổi. Và D. Chuối, xoài, đu đủ. Theo các em, nội dung nào là đúng và đầy đủ nhất? Như chúng ta vừa học bài hát Chim Chích Bông thì chúng ta thấy là những loại cây mà có trong bài hát Chim Chích Bông đó là na, bưởi và chuối. Chúng ta chọn đáp án B. Và bây giờ kiểm tra kết quả đi nào. Một lần nữa các em đã chọn được một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em.
Chúng ta tiếp tục với nội dung bài tập số 3. Sắp xếp các câu sau cho đúng với lời ca trong bài hát Chim chích bông. A. Chim xuống nhé. B. Luống rau xanh. C. Có tích không. D. Sâu đang phá. Chúng ta nhẩm lại các câu hát trong bài hát Chim chích bông nhé. Chim chích bông bé thèo teo, đất hay trèo từ cành na sang hồi bưởi sang hồi chuối. Chim phải gọi chích bông ơi, em phải gọi chích bông ơi. Luống rau xanh, sâu đang phá, chim xuống nhé, có thích không? Như vậy theo thứ tự chúng ta sẽ sắp xếp như sau: luống rau xanh là B, tiếp tục sâu đang phá câu D, chim xuống nhẹ là A, có thích không là câu C. Bây giờ chúng ta kiểm tra kết quả thế nào. Một lần nữa các em đã điền chính xác thứ tự các câu hát trong bài hát Chim chích bông. Xin chúc mừng các em. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 4. Các em hãy kể tên các loài chim mà các em biết. Các em hãy điền vào ô trống những cái tên của cả các loài chim mà các em biết. Ví dụ như ngoài những cái con chim chích bông rồi thì các em sẽ có những biết những loài chim gì nào? À, chim chào mào nè, chim bành khuyên nè, rồi chim gì nữa? Chim sẻ nè, chim sâu nè. Các em có thể điền vào những cái tên của các loài chim mà các em biết, hoặc là các em vào phần hướng dẫn. Chúng ta sẽ có một số loài chim mà phần mềm Facebook đã hướng dẫn cho chúng ta tham khảo, đó là chim anh này, chim hòa mi, chim chích bông, chim én, chim hải âu, vân vân, rất nhiều các loài chim, phải không nào? Các em hãy tự điền vào đi nhé. Như vậy là hôm nay chúng ta đã ôn tập lại bài hát Chim chích bông và thực hiện một số bài tập thực hành. Các em tham gia vào nội dung ôn tập cũng như là bài tập thực hành rất là sôi nổi và có đáp án rất là nhanh chóng và chính xác. Xin chúc mừng các em và mong rằng những cái tiết học âm nhạc như thế này sẽ tạo cho các em những cái niềm vui và sự hào hứng để các em nạp lại năng lượng cho những tiết học khác nhé. Còn bây giờ cô trò chúng ta tạm biệt và tuần sau các em sẽ được làm quen với bài hát mới, đó là bài hát Chú ếch con. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tiết nhạc tuần sau nhé.